áp lực nghiền nát cơ thể, bầu không khí độc hại, nhiệt độ không thể chịu nổi. Đó là những gì sẽ sẵn sàng cho bạn nếu bạn đến thăm các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhà khoa học Stephen Hawking từng nói rằng chúng ta chỉ còn ở trái đất 100 năm nữa trước khi di chuyển lên vũ trụ. Đó là khoảng thời gian khá phù hợp để giải quyết một số khó khăn khi tồn tại trong không gian. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình qua hệ mặt trời, bạn nên mang theo một chai nước. Trái đất là hành tinh duy nhất được biết là có các khối nước lỏng nhất quán trên bề mặt của nó. Vì vậy, nếu bạn mang theo đủ nước, bạn có thể sống sót trong vài ngày ở bất cứ đâu. Hãy bắt đầu bằng chuyến viếng thăm sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Hành tinh đá đầy miệng núi lửa này chỉ lớn hơn mặt trăng của chúng ta một chút, và nó nằm rất gần mặt trời, ở khoảng cách 58 triệu km. Một ngày trên sao Thủy bằng khoảng 59 ngày trên trái đất. Do vòng quay chậm này, bạn có thể lựa chọn hạ cánh ở nửa nắng, nơi nhiệt độ lên tới 430 độ C. Hoặc có thể bạn sẽ nhắm đến phía tối, nơi nhiệt độ giảm xuống âm 180 độ C. Vị trí tốt nhất bạn có thể lựa chọn là một nơi ấm cúng ở đâu đó khoảng giữa. Cuộc sống trên sao Thủy cực kỳ khó khăn. Hành tinh nhỏ bé này ở gần mặt trời nhất. Vì vậy, ánh sáng mặt trời ở đây lớn gấp 7 lần so với trái đất. Không loại kem chống nắng nào có thể chống lại. Hành tinh này cũng thường xuyên xảy ra mưa thiên thạch và động đất. Nơi đây không có bầu không khí để thở. Nếu muốn sống ở đây lâu dài, cơ thể bạn sẽ phải thay đổi để thích ứng với sao Thủy. Thịt và xương không bao giờ có thể chống chọi được điều kiện khắc nghiệt ở đây. Vì vậy, để sống ở sao Thủy, cơ thể của chúng ta phải được làm bằng thứ gì đó tương tự kim loại chịu lửa, titan chẳng hạn. Không cần hệ thống hô hấp. Vì vậy, khuôn mặt xinh đẹp bằng kim loại của bạn sẽ không có mũi, và đôi mắt của bạn sẽ giống như một chiếc kính râm dày để bảo vệ chúng khỏi ánh sáng của mặt trời. Với bầu không khí chủ yếu bao gồm oxy, natri, hydro, heli và kali, may mắn là bạn sẽ thở được rất lâu. Tuy nhiên, ngay cả ở khu vực trung bình của hành tinh, bạn sẽ không thể sống sót quá 2 phút. Tiếp theo, hãy xem một ngày sẽ như thế nào trên hành tinh thứ 2 tính từ mặt trời, sao Kim. Bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt với nhiệt độ bề mặt rất nóng, 475 độ C. Và một ngày trên sao Kim kéo dài 243 ngày trái đất. Bạn có thể lên cả một kế hoạch dài nếu muốn làm cho một ngày này trở nên có ý nghĩa. Ở đây quá nóng, trừ khi có một tàu vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, bạn không thể đến gần bề mặt. Nhưng ngay cả khi làm được điều đó, bạn cũng không tồn tại được lâu. Sao Kim có bầu khí quyển dày và độc hại, với lượng carbon gấp 154.000 lần so với bầu khí quyển của trái đất. Được bao phủ bởi những đám mây màu vàng của axit sulfuric, bạn có thể nói bầu khí quyển sao Kim là một hiệu ứng nhà kính đang chạy trốn. Giữa sự độc hại và sức nóng thiêu đốt bạn, bạn sẽ không thể sống sót dù chỉ một giây trên sao Kim. Thứ duy nhất có thể tồn tại trên sao Kim chính là vi khuẩn. Phosphine có trong khí quyển là chất độc đối với bất kỳ sinh vật nào hít thở oxy, nhưng lại rất có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. Bây giờ, hãy chuyển sang sao Hỏa. Trừ khi bạn muốn dừng lại trên trái đất để hít thở không khí trong lành. Trên sao Hỏa, bạn sẽ thấy thoải mái trong một ngày dài hơn 24 giờ một chút. Lực hấp dẫn trên sao Hỏa thấp hơn trên trái đất và nó ở xa mặt trời hơn. Vì vậy, nếu sống ở sao Hỏa, bạn sẽ thấy ít ánh sáng mặt trời hơn. Sao Hỏa cũng không có từ trường bảo vệ do bầu khí quyển mỏng. Mọi thứ ở đó, bao gồm con người, đều phải tiếp xúc với bức xạ. Đôi khi những cơn gió mạnh tạo ra bão bụi bay khắp hành tinh, và bụi tiếp tục lắng đọng trong nhiều tháng sau đó. Vậy nên, nếu lên sống ở sao Hỏa, có thể bạn sẽ cao hơn, cơ thể chắc chắn hơn để bù đắp cho trọng lực kém. Bạn sẽ có đôi mắt to để tầm nhìn tốt hơn khi mặt trời ở quá xa. Những gì bạn sẽ không thấy thoải mái là bầu không khí có carbon dioxide, argon, nitơ và một ít oxy và hơi nước. Bề mặt sao Hỏa rất lạnh với nhiệt độ trung bình là âm 62 độ C kết hợp nhiệt độ bề mặt thấp với không khí khó thở, và bạn cũng sẽ không thể sống sót quá vài phút ở đây. Trên hành tinh tiếp theo, bạn sẽ không thể chạm tới bề mặt. Đó là bởi vì không có ai trên hành tinh khổng lồ, sao Mộc. Hành tinh này lớn hơn gấp đôi so với tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta cộng lại. Bầu khí quyển của nó chủ yếu là hydro, heli và những đám mây ammoniac, nước lạnh và gió. Sao Mộc có thể to cồng kềnh, nhưng nó quay rất nhanh. Một ngày chỉ kéo dài 10 giờ trái đất. Và bởi vì nó quá nhanh, bầu khí quyển của sao Mộc có những luồng phản lực mạnh. Thêm vào đó, vết đỏ lớn thực sự là một cơn bão lớn hơn kích thước của trái đất. Nếu bạn rơi xuống hành tinh này, bạn sẽ đi vào bầu khí quyển với vận tốc khổng lồ 49 km/giây. Và khi bạn tiếp tục rơi, bầu không khí sẽ trở nên đặc hơn và hỗn loạn hơn. Bạn có thể cảm thấy như mình đang đâm sầm vào tường hết lần này đến lần khác. Nếu bạn đi xuống 692 km, bạn sẽ thấy mức áp suất cao hơn ở đáy của rãnh Mariana, nơi sâu nhất trên trái đất. Nếu áp suất không khuất phục được bạn, thì nhiệt độ trung bình -145 độ C chắc chắn sẽ làm bạn đông cứng. Tuy nhiên, nếu bạn đi xuyên qua bầu khí quyển của nó đến những phần sâu hơn, khí sẽ trở nên đặc cho đến khi chuyển thành chất lỏng. Nói dễ hiểu thì sao Mộc là một tầng đại dương được tạo thành từ hydro thay vì nước. Với áp suất cao, nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường chất lỏng như vậy, bạn sẽ phải bắt chước những sinh vật sống ở tầng nước sâu. Bạn sẽ giống như những động vật có đôi chân nhỏ và lớp vỏ cứng để bảo vệ cơ thể khỏi bức xạ của sao Mộc. Bây giờ, nếu bạn tiếp tục đi tới sao Thổ, bạn sẽ tìm thấy một hành tinh khí khổng lồ khác không có bề mặt. Và giống như sao Mộc, một ngày sao Thổ kéo dài khoảng 10,7 giờ. Tại đây, bạn sẽ trải nghiệm những cơn gió mạnh chết người lên tới 1.800 km. Với bầu khí quyển không thể thở được, làm từ hydro và heli, sao Thổ không có khả năng hỗ trợ sự sống. Cách duy nhất có thể tồn tại bên trong lớp sương mù dày đặc của sao Thổ là bay lượn xung quanh như một con sứa. Cơ thể bạn sẽ không có khung xương để không bị đè bẹp bởi áp lực. Có lẽ bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trên một trong những mặt trăng của nó, như Titan hay Enceladus. Hai mặt trăng này có các đại dương bên trong. Về mặt lý thuyết, có thể hỗ trợ sự sống. Chuyển sang người khổng lồ băng đầu tiên trong hệ mặt trời của chúng ta. Không có gì ngạc nhiên khi nó cũng có một bầu khí quyển không thể thở được, gồm hydro, heli và metan, khiến hành tinh này có màu xanh lục đặc trưng và mùi trứng thối. Có một số mối nguy hiểm bất thường khác trên sao Thiên Vương mà bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, chẳng hạn như các tia X-quang bí ẩn. Đến với sao Hải Vương, một hành tinh tối tăm, lạnh lẽo, với sức gió siêu thanh mạnh tới 2.000 km/giờ. Tốc độ đó nhanh hơn tốc độ tối đa của máy bay chiến đấu. Vì vậy, nếu áp suất không giết chết bạn, những cơn gió siêu thanh đó có thể sẽ làm được điều đó. Một ngày trên sao Hải Vương sẽ kéo dài trong 16 giờ trái đất. Nhưng cuộc sống của bạn ở đó sẽ không kéo dài 1 giây. Lực hấp dẫn ở cả sao Thiên Vương và sao Hải Vương mạnh hơn ở trái đất và gây áp lực nhiều hơn lên mọi thứ. Với lực hấp dẫn quá mạnh, để tồn tại được ở đây, cơ thể bạn sẽ phải thấp hơn và chắc nịch, vạm vỡ, làn da dày hơn để chống lại cái lạnh. Và đối với môi trường chất lỏng ở đây, hình dáng tốt nhất để sinh sống là hình chú cá heo vũ trụ hoặc lợn biển. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng di chuyển xung quanh hành tinh hơn. Sao Diêm Vương là hành tinh xa mặt trời nhất, được bao phủ bởi băng tuyết. Lực hấp dẫn cực kỳ yếu và bầu không khí mỏng manh. Mặt trời nhìn từ sao Diêm Vương chỉ là một chấm trên đường chân trời, giống như mặt trăng đối với trái đất. Vì vậy, sẽ không có nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng có thể có đại dương nước dưới bề mặt sao Diêm Vương. Nếu bạn sống trên sao Diêm Vương, cơ thể cần có chất chống đông đá như một số loài côn trùng và cá. Lực hấp dẫn thấp sẽ làm cho cơ bắp và xương teo lại. Không gian giữa đốt sống mở rộng khiến chúng ta cao hơn. Tư thế con người cũng sẽ thay đổi vì cột sống không có quá nhiều tác dụng. Vì vậy, bạn có thể cao, gầy và hơi giống người nhện, với các chi linh hoạt và cột sống cong. Vậy, còn mặt trăng của chúng ta thì sao? Mặc dù nó không phải là một hành tinh, nhưng đó là thế giới ngoài trái đất duy nhất mà chúng ta từng đặt chân tới. Trên mặt trăng không có nơi nào thật sự dễ sống đối với con người. Một ngày trên mặt trăng sẽ tương đương với 14 ngày trái đất. Nhiệt độ thay đổi mạnh theo điều kiện nhận ánh sáng mặt trời, trung bình từ khoảng âm 180 độ C vào ban đêm đến trên 100 độ C vào ban ngày tại xích đạo. Tồn tại hàng trăm tỷ tấn nước đá ở đáy những hố va chạm gần cực, nơi vĩnh viễn không nhận được ánh nắng, nơi duy nhất chúng ta có thể thiết lập khu định cư mà không phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt trên lại là gần hai cực của mặt trăng. Những khu vực này có thể có chứa nhiều nước đá và có ít ánh sáng chiếu từ mặt trời trong vài tháng. Ở những nơi đó, thay vì phải chịu sức nóng khủng khiếp vào buổi trưa trên mặt trăng, nhiệt độ chỉ ở khoảng 0 độ C do ít bị ánh sáng chiếu vào. Khi đi khỏi hai cực, bề mặt của mặt trăng có những thắng cảnh không giống như trên trái đất. Các bình nguyên của mặt trăng có các núi do thiên thạch va chạm, có núi cao đến 5,5 km. Có những hố nhiều khả năng đã từng là nơi để dung nham cổ đại chảy vào các hang ngầm ở bên dưới, tạo thành những điểm lý tưởng cho các nhà thám hiểm. Trọng lực của mặt trăng chỉ bằng 1/6 trái đất, do đó hoạt động thể thao sẽ hơi khó khăn một chút. Một người trên mặt trăng có thể nhảy cao và ném bóng xa gấp 6 lần so với trái đất. Như vậy, khoảng cách giữa cầu môn của một sân bóng trên mặt trăng sẽ phải là 549 mét, thay vì chỉ là 91 mét trên trái đất. Mỗi ngày đều là ngày nắng và sẽ không có mưa. Tuy nhiên, bạn sẽ phải cẩn thận bởi thời tiết vũ trụ, bao gồm các mảnh sao băng có độ lớn bằng một quả bóng gôn và các phân tử luôn hoạt động của ánh mặt trời. Các bạn khán giả thân mến của Thiên Hà TV ơi, vậy là thời lượng video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Thiên Hà TV chúc các bạn một ngày mới gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng những tiến bộ mới nhất của nhân loại trong công nghệ hàng không vũ trụ có thể đưa con người chinh phục được các thiên hà xa xôi, gặp gỡ những nền văn minh mới. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì? Bạn có ý tưởng hay đóng góp gì muốn gửi đến Thiên Hà TV để có được những video hay hơn nữa? Hãy nhanh tay để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới và đừng quên like, theo dõi Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ cũng như đón xem những video mới nhất, hay nhất đến từ ban biên tập của chương trình các bạn nhé.